Nắng Sài Gòn đang đi ven theo bờ sông của bên khu vực gần trạm xe buýt Waterbus. Ở đây có một lối đi xuống. Bên kia là Vinhome Central Park. Cái lối đi đến đây thì nó cũng không đi được nữa các bạn. Họ đang họ có làm cái kè ở đây. Phía xa xa bạn có thể thấy là người ta có đậu những chiếc cano, du thuyền. Cái lối này thì vào ban chiều và ban sáng thì cũng có những người dân xung quanh đi bộ tập thể dục ở đây. Đây là chỗ neo đậu của các tàu bus. Xin chào các bạn, mình đang đứng ở bến tàu Waterbus ở chân cầu Sài Gòn. Ở đây là bến Bình An. Mình đang xem thông tin về những cái bài viết về Waterbus ở trên cái trang này là IVVU. Ở đây người ta ghi là tuyến xe buýt đường sông Waterbus có lộ trình là 11 km, ha, từ bến Bạch Đằng đi bến phà Linh Đông, quận Thủ Đức, đi ngang qua các quận 1, quận 2, Bình Thạnh và thành phố Thủ Đức. Thì trên đường đi thì di chuyển theo sông Sài Gòn này nè các bạn. Thì mình sẽ thấy, như các bạn thấy đó, sẽ thấy cái tòa nhà Vinhome ha. Thấy những cái cầu bắc ngang qua sông, cầu Thủ Thiêm nè, cầu Sài Gòn, cầu Bình Lợi, cầu Kinh Thanh Đa. Những cái tàu thủy bus này nó có 66 ghế nha các bạn, nên là lúc nào cũng thoải mái thôi. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn năm 2021 này, những cái du lịch về người nước ngoài thì bị giảm sút rất là nhiều. Thì những cái bạn chúng ta những người Việt thì khi mà đi du lịch ở trong nước thì đi trên những cái này thì không có sợ đông khách ha. Và đi hết cái chiều dài là tổng cộng 30 phút thôi. Khoảng 5 phút thì sẽ dừng ở một cái bến. Tổng cộng có 12 bến. Nó có những cái trạm dừng chân là đầu tiên là bến trung tâm Bạch Đằng, quận 1. Bến số 2 là ở Sài Gòn Pearl. Bến số 3 là ngay cái chỗ mình đang đứng đây. Bến số 4 là ở khu vực Thảo Điền, là cũng ở quận 2 này các bạn. Bến số 5 là Tầm Vu. Chỗ này thì mình nghe lão, mình chưa biết ha. Bến số 6 Thanh Đa. Bến số 7 Bình Triệu. Bến số 8 ở Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức. Và bến số 9 Linh Đông. Và giá vé là cứ một chiều đi là lên tàu là các bạn sẽ trả 15.000 đồng. Đó là thông tin của Waterbus này. Để mình xem có cái bài viết nào khác không ha. Mình có một cái bài, thấy một cái bài cườngdulich.com ha, thì để mình đọc cho các bạn nghe ha. Thì cái anh này anh đi là lên từ cái bến Bình An này luôn. Thì anh nói là trong đây anh nói là anh có gửi xe ở mấy cái anh bảo vệ đó. Ok, lúc đó là 7 giờ sáng ha. Rồi là ảnh ghi là cảm giác ngồi bít trên sông là đi từ góc nhìn thì sẽ ngắm nghía sông Sài Gòn cùng với những tòa nhà cao tầng hoành tráng và cảm nhận được cái không khí bình yên, gió mát chân thanh vi vu nhẹ nhàng trên mặt nước. Thì đi trên xe buýt thì lâu lâu là có tiếng trẻ con. Cái anh này ảnh đi thì ảnh có cái trải nghiệm như vậy. Đi vào buổi chiều thì nắng nhẹ, đẹp, dễ chịu và ngắm hoàng hôn trên sông.
Thì lúc này có thể chụp hình sóng ảo. Thì nói chung là buổi chiều mình thấy là chụp hình sóng ảo là rất là ok ha. Còn ai mà muốn mà cảm giác mà đi thuyền mà yên tĩnh luôn á thì đi đến bến cuối cùng luôn là ở Linh Đông. À, tuy nhiên là cái tổng thời gian đi như vậy thì mình nghĩ là khá lâu, mất cả tiếng đồng hồ, tại đã đi thì phải đi về. Chứ chẳng lẽ mình đi tàu đi rồi xuống tàu bắt xe ôm về, nó cũng phức tạp. Thì vé, mọi người có yên tâm là mua vé thì chỉ cần mua một chiều thôi, để đến cái bến nào mình có thể mua được cái vé chiều về hết. Nếu mình mua hai chiều á, mình bị giả sử như mình đến một cái chỗ nào đó mình thấy vui quá, mình muốn ngồi thêm á thì mình sẽ bị gấp gáp thì thời gian. Cho nên là mình cứ mua vé một chiều thôi, còn lúc khi nào mình muốn về thì mình cứ mua vé về. Ok, đó là những cái chia sẻ mình thấy trên mạng như vậy. Giãn cách từ các chuyến thì nó theo mình thấy là khoảng 15 phút đến 30 phút thôi. Và cuối tuần thì nó có thêm những cái chặng lẻ. Chúng mình xác định là đi cái beat này để mà đi chơi các bạn thì cứ dành khoảng 2 tiếng đồng hồ là ok. Trong đó bao gồm thời gian mua vé, chụp hình rồi di chuyển trên sông. Và đương nhiên rồi, đây là một chuyến xe buýt thôi, nó giống như xe buýt thì mình có thể ngưng lúc bất cứ lúc nào, nếu có bận việc thì mình đi về thôi. Ok, đó là những cái chia sẻ về cái tuyến xe buýt trên sông này. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.